gặp một cái bà bán hàng xôi rồi nó bước lại ăn nước dãi nó lại ra đầy miệng. Tôi tức lắm, tôi bảo hèn quá, cứ nghĩ đến cái thức ăn này. Tôi lại quay nghĩ rằng cái chuyện là nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến cái cảnh mẹ tôi khổ quá, những cảnh thế này, nghĩ thương lắm, nhưng dần thế nào là mẹ này cũng lại có cái món quà chưa cho ăn. Thế là lại nghĩ đến cái thế là lại nước dãi nó lại chảy ra đầy mồm. Dạ. Nghĩ là nghĩ bất chuyện gì, chuyện biểu tình, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện gì, nhưng cuối cùng thế nào cũng phải là nghĩ đến cái ăn, vì mình đói quá rồi anh. Dạ. Đấy lại chảy hết thế đấy anh. Vâng, thưa anh thấy có hoàn cảnh, có những người lâm vào cái tình trạng ăn cả thịt người thì anh đủ biết cái cơn đói nó hành hạ con người đến như thế nào. Lắm. Cộng sản nó rất là tinh vi trong vấn đề này. Không chịu nổi đâu, tôi đã bảo. Vâng. Thưa anh, tôi vừa nói với anh rằng là nếu mà xi măng mà sắt mà ăn được thì cái cùm mới là không còn nữa mà. Dạ. Dạ thưa anh. Sau đó thì hình như anh có gặp lại cô Vân khi anh ra khỏi tù. Câu chuyện đấy nó cũng rất dài, câu chuyện nó không phải đơn giản, nó phải đi từ từ. Một người thì là cán bộ và một người là tù, mỗi người có lòng tự trọng của nhau. Tôi cũng có lòng tự trọng, tự trọng là tôi là một thằng tù thì làm tôi cần gì mà đứa phải đi cầu xin như thế, không phải. Mà cô ấy là một cán bộ thì làm sao mà đi yêu một cái thằng tù, thương một cái thằng tù. Thế nhưng mà cái này nó kỳ diệu, nếu các quý vị đã biết là cái này nó tình yêu nó kỳ diệu lắm, không thể nó gọi là kỳ diệu thì không thể nó biết được. Để rồi nó đã xảy ra chuyện dài ở trong sách thép đen của tôi, nó phải đến hàng mấy tháng trời, nó cứ nay một tí, mai một tí, rồi nó cứ dẫn đưa để rồi đến chỗ mà một chút nào nếu có thể nói gọi là thương mến. Để rồi thưa mẹ với anh rằng là cho đến khi mà tôi được về miền Nam ấy thì nhiều cảnh tôi cũng tươi bởi mẹ tôi. Nói đến bây giờ thưa mấy anh, anh làm cho tôi xúc động là vì tôi về thì tôi không ngờ đâu là về mẹ tôi trước đây trẻ như vậy, bố tôi là một võ sư như vậy, bây giờ thì mẹ tôi sau gần 20 năm, mẹ tôi thì lòa đã 2-3 năm, tôi đi tù được 2 năm thì là mẹ tôi đã lòa rồi. Là vì khóc tôi cứ ngày đêm, một đứa con trai tự nhiên đi mất tiêu, bố tôi đã trở thành một ngày xưa một võ sư nhanh nhẹn như thế mà bây giờ thì mà thành ông cụ già lẩm cẩm chống gậy. Mà tôi về tôi gặp lại bố mẹ tôi không thể nào mà không nghĩa là đại cơn nó như thế, thưa mấy anh Phúc và toàn thể các quý vị. Do đó rồi tôi lại là người duy nhất ở trong cái phường của tôi là trình diện ngay một lần, thưa anh. Vâng. Bây giờ tôi, nhà tôi bây giờ sang sau có mang được cái sổ, hai cuốn sổ trình diện cuốn vở của học sinh đó. Vâng. Là sáng làm cái gì, chiều làm cái gì phải đưa đến cứ 7 giờ tối mà công an khu vực nó ký cho. Vâng. Và cuối cùng bà bây giờ hiện tại có dấu của rồi sáng thứ hai thì đưa ngoài phường công an nó đóng trình diện phường một lần. Và sáng thứ hai nữa lại phải đến trình diện của cơ quan quản lý những người học tập của được về ở trung quận, rồi cái quận của cái quận đó là quận Tân Bình, rồi lại một tháng là phải lên thành công an phải trình diện một lần nữa. Rồi tức là như thế là tôi có 6 cái cơ quan nó quản lý tôi, thưa anh. Vâng. Như vậy thì thưa mình là khi tôi trở về thì tôi không có một cái tâm hồn là chưa đói khát khổ cực lắm cơ. Nó bắt tôi rồi đêm ngày nó vào, cứ vài đêm dăm ba đêm nữa là vào nhà tôi nó khám bố mẹ tôi khổ sở lắm. Để rồi thưa mẹ là tôi phải đến không còn nữa là tôi thoát nữa, duy nhất ở trong phường, kể cả biệt kích cũng không, chưa nói là những người sĩ quan ở trong miền Nam bị bắt bao nhiêu người bắt từ đại tá trở xuống không ai trình diện, người ta khám một lần, thế mà riêng tôi làm trình diện ngay một lần. Nó biết là cái thế áp lực quốc tế nó phải cho tôi về để chống đỡ với dư luận ở miền Nam thôi, nhưng mà nó quản lý tôi chặt, nó sợ là tôi đã có kinh nghiệm của 20 năm xưa nữa thì khó mà quản lý được tôi, cho nên nó không những như thế mà nó là còn không cho, nó bắt tôi ra ngoài phường làm việc ở cái tổ mình chút 19 tháng 5 ở cái phường đó, rồi cứ làm ở đấy ngày đi làm 8 tiếng mà lại không có gạo mà cũng không có tiền. Thì thưa mấy anh là tôi tất nhiên là nó biết là bố mẹ tôi thì tôi phải ăn bám vào bố cái tiêu chuẩn của bố mẹ tôi, thành là bố mẹ tôi cũng lại phải ăn cháo luôn, rồi cứ đậu 2 ngày ăn cháo thì lại phải có một bữa cơm. Như thế mà tôi cũng phải theo như thế mà đi làm cho cái tổ mấy chút này. Vâng. Cho nên tôi đến mức là phải làm đơn để xin đảng, nhà nước để bắt tôi trở lại nhà tù, thưa anh. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam Hải ngoại, phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam Hải ngoại, phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa anh, một mối tình vừa nghĩa đẹp như thế, vì sao lại không thể kết thúc bằng một cuộc hôn nhân thưa anh? Thưa anh thế này,
mấy câu hỏi của anh Tiền đấy nó cũng chẳng ai hỏi tôi như vậy, họ chỉ hỏi những cái chuyện của mình, cũng có nhiều người phỏng vấn rồi. Thế nhưng mà anh hỏi những cái chỗ tại sao không kết thúc bằng một cái cuộc hôn nhân. Như tôi đã vừa trình bày, tôi về như thế thì làm sao mà tôi có tâm hồn nào để cái nghĩ cô Vân mà ai người ta còn nghĩ đến mình nữa như thế nào. Một cái cảnh như thế, tôi đang xin trở lại tù mà. Nên tôi phải nói kỹ là mẹ tôi đã lòa rồi. Mà bố tôi thì lận thận, mà tôi thì phải ăn bám cảnh nghèo đói, thiếu thốn. Nghĩa là tôi nói mà khổ cực lắm, không có làm ăn mà phải làm cho tổ mình chúc mà nó không có lương, không có gạo. Thì làm sao đây anh? Thành ra người là tôi phải xin làm đơn, nó bế tắc quá. Để rồi... rồi thì bố mẹ tôi và những người xung quanh họ hàng mấy ở hàng xóm thì cái chi có là tôi phải lấy vợ, lấy người vợ về để vừa cho giúp đỡ tôi và để và cũng phải cái vật đi lần đầu không đi được, thành ra đây phải chứng minh là tôi phải ăn cứ lần nhật, tức là lấy vợ thì coi như là không vật đi nữa, cho nên tôi đã đi vấn đề là lấy vợ thì để vợ lại để vừa để trông nom cho mẹ là như vậy. Bố tôi thì lúc đó giai đoạn nó đã lại bị chết rồi, gần 2 năm tôi mới vượt được biên mà. Cho nên cuối cùng là có một người họ thương tôi, có một cái đồng bào quần chúng thật là đây là cảm ơn đất, cảm ơn trời, tôi là người Công giáo, cảm ơn Chúa là đã cho tôi một người có thương tôi, là họ đã cho tôi cái điều kiện là đi vượt biên rồi thì sang bên này trả tiền. Đấy là cái điều thật là tuyệt vời. Thì tôi phải tạo điều kiện và trình diễn ngay một lần. Thế mà tôi đã phải đi rồi, tôi phải... tất nhiên tôi có một số kinh nghiệm với lại cái người cộng sản rồi, cho nên tôi đã lọt lưới để rồi vào những cái kẽ hở của cái lưới đó để rồi tôi đã đi vượt biên nhiều 2-3 lần để rồi đến lần cuối cùng là tôi đã vượt biên được sang bên này. Lấy vợ tôi còn ở Việt Nam, đến 92 tôi mới đón vợ tôi sang mà. Nhưng mà thưa mấy anh thế này, trong cái giai đoạn gần 2 năm mà tôi chưa lấy vợ này, trong khi đi lên Sài Gòn đi đạp xe đạp đi lên Sài Gòn đó, thì tôi mới gặp được một thằng gọi là Lộc Vàng trong cái nhóm của cái nhạc vàng đồ trụy ở miền Bắc mà bị bắt. Thì bây giờ nó cũng lại gặp nó ở đây, thì hai anh em gặp nhau thì nhiều chuyện để trao đổi nói chuyện với nhau. Nhưng mà có một chuyện nó nói rằng là anh ơi em có gặp ông Võ, tức là cái ông ấy là cái ông Võ mà giám thị của Hà Lò lúc thiếu tá nhưng mà về đã về hưu. Thế là từ đấy cái chuyện ông Võ này nó mới bảo em có trông cái cô Vân. Thì nó như thế mà tôi mới hỏi đến thì biết là thấy cô Vân đã dắt một đứa nhỏ, hỏi ra thì chỉ biết là đã có chồng. Thế thì thôi, thì đấy là tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mà mình không biết làm sao được, bởi vì người ta con gái người ta chỉ có một thời mới, hơn mình là một cái kẻ ở trong cái dưới hố này mà cứ đòi một cách sinh người trên mây, phải không thưa anh? Vâng. Thưa anh, những nhà phê bình sách sau này có người cho rằng anh viết cái đoạn văn đó nó đã tố cáo cái chế độ cộng sản thất bại trong vấn đề tiêu diệt cái tình cảm của con người. Thưa anh, khi anh viết cái đoạn này anh chỉ có tả cho nó trung thực hay thật sự anh đã nghĩ đến một cái chủ đề như thế thôi? Thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị, đã cũng có vài người hỏi tôi rằng, thậm chí ngay một số người biệt kích, những là anh em biệt kích chúng tôi đó. Vâng. Họ ở những cái quán khác, họ ở những cái môi trường khác, họ cũng không ít tiếp xúc với tôi, rồi sang đây cũng chẳng có gặp nhau. Rồi bây giờ họ thấy thép đen của tôi viết ra, thì họ lại nghĩ rằng, vì họ không có biết tôi ở Hòa Lo, họ bắt họ nhảy xuống ở Nghệ An, họ bắt ra mà chỗ này mỗi người nó mỗi cảnh đời khác nhau mà thưa anh. Vâng. Thì họ lại chính họ một còn nghĩ rằng là, hay tôi cho cái chuyện tình của Vân vào đây để cho nó có vẻ ướt át, cho nó gọi là thêm hương sắc cho một cái câu chuyện để cho nó vẻ nó ướt át câu chuyện đi. Dạ. Đấy. Như là họ nghĩ là hư câu đó. Dạ vâng, rằng dạ thưa anh, thế thì thưa mấy anh thế này, tôi phải nói rõ là ngay không phải cái chuyện này nữa mà ngay cái quan điểm của tôi chưa bao giờ tôi cầm bút để viết sách viết, và tôi không có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ là người viết sách nữa. Dạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến, tôi không nghĩ có nhiều chuyện khác nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ viết sách, là vì tôi không có cái khả năng đó. Mặc dù là trước đây học ở trong trường thì Việt Văn tôi cũng có hạng ở trong các lớp học. Thế thì, nhưng mà quan điểm của tôi thế này là bây giờ mình, cái bức xúc điều kiện của hoàn cảnh của tôi thì bây giờ đây mình phải viết. Thế thì khi viết thì giờ, nhưng mà ác cái mình chưa viết bao giờ thì cũng đắn đo, lo lắng, băn khoăn bao nhiêu nó đã dày vò trong tôi, không biết là đấu tranh rất nhiều, có nên viết thì không viết, mà có viết được không. Thì tôi mới mang cái nghĩ thế này, cũng lúc một số người bạn bè tôi cũng bảo là nếu anh có quen biết